Xin chào, mình là Thu Hằng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top Số Hoa. Ngày hôm nay làng giải trí Hoa ngữ có những thông tin gì mới và nổi bật thì ngay sau đây hãy cùng mình tìm hiểu nhé. CIV Doanh với sự tham gia đóng chính của hai diễn viên trẻ tài năng nhan sắc cực phẩm hiện nay là Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đang là một trong những bộ phim ngôn tình hiện đại nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả ngay từ những ngày đầu khai máy. Mới đây, những hình ảnh leak mới nhất từ hậu trường đoàn làm phim CIV Doanh của cặp đôi chính đã được mọi người lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Trong đoạn ảnh được chia sẻ, Bạch Lộc như hóa thành nàng công chúa vô cùng xinh đẹp trong trang phục dạ hội bồng bềnh, màu đen của chiếc đầm làm tôn lên làn da trắng sứ của mỹ nhân sinh năm 1994. Trong tạo hình, nữ diễn viên còn gây ấn tượng với mái tóc dài, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuốn hút, khiến ai nhìn vào cũng khó mà rời mắt. Nhưng điều đáng chú ý là cảnh Vương Hạc Đệ cõng Bạch Lộc trên vai, thay vì bồng nữ chính như các phim ngôn tình lãng mạn khác thì nam chính lại có cách vác đầy bá đạo, làm khán giả cũng phải bật cười. Dù vậy, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi cũng khiến dân tình hú hét vì độ ngọt ngào, phản ứng hóa học cực kỳ ăn ý của cặp đôi. Ngoài ra thì bộ phim Vân Chi Vũ của Ngô Tư Hân gần đây cũng lộ khá nhiều ảnh hậu trường, gần nhất là tạo hình của Ngô Tư Hân trong bộ đồ trắng. Cô nàng cùng Trương Lăng Hách có phân cảnh nắm tay khá tình cảm, mà Trương Lăng Hách cũng lách ra tạo hình trông rất ổn. Tuy là ảnh chụp lén nhưng thấy chất lượng nhan sắc của cả nam nữ chính đều không phải dạng vừa. Dịp Tết Nguyên Đán này thì bộ phim Vô Danh của Lương Triều Vĩ, Phương Nhất Bác sẽ ra rạp, và điều bất ngờ hơn cả là sự góp mặt của Trương Tịnh Nghi. Với tạo hình dân quốc, Trương Tịnh Nghi xuất hiện cực đẹp đôi bên Phương Nhất Bác. Không ít bình luận đã khen ngợi nhan sắc của cô nàng, cho rằng cô diện đồ dân quốc rất thích hợp. Tiếp tục là một tin tức khác. Tại lễ trao giải Quốc kịch Thịnh Điển, Quan Hiểu Đồng trở thành mỹ nhân gây được nhiều sự chú ý nhất với nhan sắc xinh đẹp và trang phục ấn tượng. Từng bị chê ăn mặc có phần xến xúa kém duyên, nhưng gần đây tiểu hoa đán Quan Hiểu Đồng có màn lột xác, xuất hiện tại sự kiện mỹ nhân họ Quan nhanh chóng đốt mắt khán giả với nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Bên cạnh đó, bộ váy xuyên thấu của cô nàng cũng giúp nữ diễn viên dễ dàng trở thành tâm điểm tại buổi sự kiện. Quan Hiểu Đồng sở hữu gương mặt đẹp cùng chiều cao đáng mơ ước trên 1m7, cô dễ dàng cân mọi loại trang phục từ dịu dàng, cá tính, bụi bặm. Xuất hiện ở các sự kiện, người đẹp chuộng các thiết kế đầm dài, cúp ngực hoặc trễ vai thu hút mọi ánh nhìn của người hâm mộ. Các bạn có nhận xét như thế nào về những thông tin trên? Đừng quên comment phía dưới video này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin kế tiếp.